Và như bỗng trận dữ vậy. Chào cả nhà anh hai ơi. Chào các bạn nha. Bạn hôm nay chúc cho mình chúng thắng bình bớn nha. Em nghĩ cá rồi. Sợ mặt anh hai rồi, nghĩ cá chạy mặt á. Chạy đúng không? Ờ, chạy mặt rồi. Ờ, từ đây chấp lên được có là ngon lành cạnh tranh đó nha. Phải nói là chở như là cánh chuối nha. Ờ, cá ăn bánh hoài khi nó mít lòng anh em mà. Rồi, xin chào cả nhà nha. Vậy mà giờ nó uống mạc luôn. Xin chúc cả nhà có một buổi xem video vui vẻ nha. Mời các bạn đi theo chân mình trải nghiệm thăm những cái bẫy gắn bạn ơi. Ở đây mình có hai khu, tổng cộng là 12 cái. Thì mình đi rút hết trơn luôn các bạn. Rút mình đi đặt chỗ khác nha bạn. Thì cái khu này khoảng 6 cái nè. Rồi mình rút hết trơn 6 cái này thì mình sẽ tổng kết cho các bạn xa các bạn nha. Đây, vỏ của mình đó. Dưới này mình có 1 cái. Ảnh mình bệnh nên có 1 cái bạn. Anh xuống thăm cái của anh đi. Mình biết chỗ này chỗ nào nữa, mình đi xuống đại nè. Mà không, ôi dù, mình không đặt cái dưới này nè. Cái đầu tiên mình muốn quay cho các bạn xem. Rút hết. Đặt thử nghiệm bạn ơi, mình đặt thử nghiệm. Nghiệm có cố gắng không? Nè, kiếm đầu tiên mình rút đây. Tại vì nó hơi trẹo đường. Khu này cái khu mình đang chuẩn bị rút cho cái khu chó tặc mà rồi lại ấy tặc nó mất đó rồi. Quần áo ai bỏ lỡn lỡn đây vậy ta? Người ta lõn ghê. Vụ án kinh hoàng nào xảy ra đây? Này những cái mới nè, mới lần đầu tiên luôn, gắn con chuột chạy ra luôn. Hello chú Bình, cái đầu tiên chất quất nha bạn ơi, chuột còn. Ok, mình rút hết 6 cái rồi mình sẽ quay cho bạn xem tiếp nha. Rồi, mình mới cuốn xong hết trơn bạn ơi. Cuốn xong 6 cái thì cũng báo cho các bạn biết là trong 6 cái đó thì 3 cái mình chưa linh hình đó bạn, thì mất 1 cái nha bạn. Còn 3 cái kia thì ở vùng này là vùng chó tặc các bạn. Cẩu tặc. Thì 3 cái trong vùng cẩu tặc này thì bị cẩu tặc nó quay trở lại, nó hoành hành, nó quất mình hết cái nữa. Và hai một cái bị đập xẹp bạn. Mình sửa nãy giờ muốn chết. Nói tóm lại là 6 cái này không dính con nào các bạn mà mất 1 cái. Anh Hai Quy soạn bẫy dữ vậy ta. Báo cáo kết quả coi tình hình của anh sức khỏe anh sao rồi. Điếp 15 cái. 15 cái dính con nào không? 3 em. Dữ dằn. Mất chuột 3 em. Dữ dằn gì? Bị bé hôi 1 em. Thiệt cơ mà. Mất chuột 3 em có lý do gì không? Sao mà cái hôm nó hơi bị hở. Mất chuột mà cái hôm bị hở có 1 cái bẻ xuống còn cục cứt. Cái bẻ xuống còn cục cứt là cái đó lại bị mất gắn đó phải không? Ừ. Còn mình mấy cái kia mất chuột là không hiểu lý do phải không? Không hiểu. Có sổ đầu trong đó không? Không. Ê, gì mình cũng vậy, mất một cái mất chuột mà. Rồi một cái bị đạp. Một cái chó tặc. Rồi một cái bị chuột ói nữa quên. Chuột nó ói ra mà không có dính gắn. Bắt giùm ngay. Rồi anh bắt đi, chẳng ai nếu bắt ông nội ơi. Ông không bắt bởi vì anh em ta nói là ông không dám bắt con gắn. Gì đó. Bắt thì được đó. Chứ bắt có phải ghe rồi đó, nhưng mà anh em ta nói bình nào dám bắt con gắn đâu. Trời ơi, nó không bị chê ta cự thú mặt ơi. Rồi tôi bắt cho. Rồi vậy đi. Khóc cấy rồi. Không phải mà nó y lại vậy là để thôi ta cự thú mặt. Đừng ngắn mặt. Quá nha. Khóc cấy hả? Có con nó lầu cái đầu ra đó, đưa cái tay vô đi. Hình như mình mắc mu của người bạn ơi. Không đâu. À, mình bắt mình chứng tỏ là mình là biết dám bắt. Nặng con này nặng anh. Được, lấy cái cây chim đi. Mình có con nào chơi bắt giùm gắn ta nhục. Anh em ta nói là mình nó không dám bắt con gắn bạn ơi. Mình bữa nay mình chứng tỏ để cho anh em ta thấy là nó dám thôi bắt. Thôi mà mắc mu ông rồi, tôi biết tôi mắc mu rồi, tôi cầm tới đây là hình như tôi bị lừa, bị cú lừa nè, ở đó ông nói. Cái mu mình nó xíu vậy sao mà mắc được. Chết quất mà mắc kỹ. Ây da, chơi chủ bé hôm lưới mình lưới dỏm mà bé hôm không ta. Lưới cứng mà. Đi bây. Ủa, bà này không, nó dám bắt mà. Điều anh em muốn là đừng nói là mình không dám bắt đây nha. Ừ, vậy đi, tôi đính chính cho anh em người ta biết. Nó bữa nay nó dám bắt rồi đó bạn. Mấy bữa trước có người chê nó không dám bắt gắn. Nó tức máu hỏng ngọc ra. Bữa nay mình cho nó bắt, đặng chứng tỏ với anh em là nó dám bắt. Không, chú trái ý ông kè. Tôi bắt thì được rồi đó mà ông bị nhục mặt. Bắt thêm cái con này nặng dữ trời. Gắn khủng mà. Con này gắn nặng dữ anh. Ừ, tôi nói gắn khủng mà, không tin. Khui. Trời ơi.
Ủa, gắn này khủng thiệt, nội ôi con nè. Khủng ngựa khủng bạn ơi. Quá trời, gắn con hai rồi. Bộ dữ ta ha. Bạn coi hổ ngựa khủng nè. Nặng chịu chịu à. Con này dám có cá ký lắm bạn ơi. Ha. Mình mà đặt vô hổ ngựa nhiều bà xem mừng dữ lắm. Chứ 60.000 mà vô. Con solo 70.000 các bạn ơi, giờ nghe nó 70 rồi. Đuổi. Bà xem mừng dữ lắm mà. Gắn này thì phải bắt. Bạn coi nè, con hổ ngựa mà lột 7 vuông dài 60 mà nó bích đầu này tới đầu kia luôn nè bạn. Anh coi anh bắt con gắn hổ ngựa này, gắn hổ ngựa kia nó muốn kiếm chuyện nè, nó còn mô mé kìa. Nè. Bự hả? Bự thì bắt cái bự thọc tay vô. Kinh cái ra luôn. Bây giờ không ra không nổi rồi. Để cho nó ra tự nguyện. Bự quá trời bự, bích lầm. Thấy không? Thọc tay vô không. Con vô gắn này có ca ký á bạn. Hổ ngựa này. U sụp xịt à. Im quá. U, gì mày? U. U, ui ui, ui ui. Con hổ ngựa này mình hứa với bạn là về mình sóc là sôi nó. Bạn cũng có phải không? Uổng quá. Trời con hổ ngựa cái đầu quá trời luôn mà. Mình cho bạn coi cái đầu nè. Con hổ ngựa cái đầu mới lớn nè bạn. Để cho bạn coi. Trời, nó ư ngoái cái đầu này nó cắn lắm. Cái đầu nó mới lớn nè bạn. Thấy chưa? Bằng cái đầu em không? Nhỏ hơn tí. Mất cái đầu lên luôn nè. Bạn coi cái mặt nó thua, bữa nay nó thua mình nữa rồi mà sát mình cũng nó cá nó không dám. Cái thằng 6 cái với thằng 3 cái đi đòi cá hoài à, còn cái luồng kia ảnh còn nhiều hơn mình á, ảnh cần 20-30 kia, mình có 12 cái rồi đi cá. Nó nói với mình đó bạn, anh mà nhầm nhò gì em. Mình tức quá, chỗ nào mà ra 5-6 cái là mình chơi mười mấy cái, 5-6 cái mình chơi mười mấy. Để, cái. Anh nói điếm bảy này nhiêu cái? 15 cái. Em mình có 5 cái à, mà không đòi cá với mình. Bởi vậy nó bữa nay vậy nó mà, sợ mình nó nhục mặt rồi. Vậy mà thua mình em nhiều lần rồi chứ. Không đâu, hồi đó là chưa có kinh nghiệm, bây giờ là kinh nguyệt luôn chứ không có kinh nghiệm. Quá nữa. Đây 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 đàn luôn. Quá trời, gắn, trời. Bây giờ chỗ nào mà nó nẻ chừng 5-6 cái là mình chơi mười mấy cái vậy. Gắn rồi bạn. Quá trời cận cảnh lại. Ờ hổ ngựa này quá tai luôn rồi. Ấy da. Nó đắt nha. Ôi trời ơi, gợi cho lấy hơi cái gì mà mát. Mát. mê. Sò sò bóp bóp thì ghê không. Quá trời gắn lâu lắm mới được gắn hổ ngựa bự như vậy. Con này 400 g nha bạn. Nhớ chuyện hồi tối má ơi. Rồi bỏ vô bạn ơi. Còn con kia để hồi anh lối anh làm đi chứ anh quay không nửa tiếng hồ à. Thì cắt lưới rút nó ra. Thì cái chuyện của anh, lưới của anh nó làm gì nè. Ừ vậy đi. Ủa, vô. Vô mày. Ủa tổ đầu ra cũng cắn mày. Rồi tắt máy đi. Mình tắt nha bạn. Rồi một hồi mình đi đặt rồi mình thăm tiếp cho bạn xem nha. Còn một luồng bên kia nữa mình cuốn hết đi. Bên kia mình có cá không ta? Thôi em còn có 4 cái bên kia, anh có mấy cái? Ở bên nào? Hậu Thảnh phải không? Hậu Thảnh bên kia. Em coi 2, 4, chắc cùng 8 trên cái à. 8 trên cái, cá dưới 4 cái cá không bạn? Chấp. Chấp làm sao? Một con, chấp một con, chơi. Trời. Một méo. Nhớ nha. Ừ. 4 ly cà phê nha. Gì tôi 4 ly, chơi luôn. Tôi không ăn, tôi 2 ly, tôi ăn không 4 ly. Tại ta chấp mà. Đúng không? Ôi, ôi. Ta chấp. Ôi. Hai điều chấp thì phải đó, bạn ăn 5 chứ. Chơi với ngộ đi. Ờ, đã người ta chấp rồi. Chứ bạc 5 như quề mẹ này. Cái... Không đâu. À, tôi chứ bây giờ thì tốn. Thì đá bạc ăn 5 như cô như quề mẹ. Không. Đó, ông ăn tôi thì ông là... Ông ăn tôi thì 4 ly. Tôi ăn ông 2 ly vậy à, tôi ăn ông 4 ly, ông ăn tôi 2 ly. Chơi luôn. Nhưng mà mình hạ kèo xuống đi 1 ly 2 ly thôi. Chơi luôn. 1 ly 2 ly hả? Ừ, cấp đó cũng giống như 2 ly 4 ly à. Chơi luôn. Ok. Rồi nhìn ok nha. Ok, hồi sáng rồi. Mình ngủ nó nói thôi em chạy mặt anh ơi. Cái giờ bà có mặt hết lè. Nó thua để gọi nó nhục mặt. Dùng bẫy tặc mấy đồ vô dùng cẩu tặc mà vô lần nào cũng mất chân. Còn có hai cái coi như hai tin tưởng mà hai cái bị bẻ bị bóp anh chạy. Nhớ nha, nhớ cái rồi đó nha. Vậy là 1 ly 2 ly đúng không? Ừ. Rồi chơi luôn. Ông ăn tôi là 1 ly, tôi ăn 2 ly, tôi chấp ông một con. Đúng rồi. Ừ ok. Chỉ có cái dùng gút này thôi nha. Ừ. Hồi gút nè. Ừ. Ok. Bạn hãy trà đẩy ra. Bữa nay mình ăn nó cho nó sánh mặt như hộp. Cửa thôi quy, bên kia ông có 6 7 cái, tôi 4 cái, ông cái gì không có cửa. Chấp luôn. Bây giờ coi như tóm lại là người ta hay rồi đó. Rồi vậy tắt máy đi. Hay rồi đấy. Tôi cho ông như vậy nè. Chưa chắc. Ok vậy nè. Như vậy mới là ok á. Mình nói vô ba sườn nó không, nó tức học máu nó chết bạn ơi. Nó sống không dai với mình đâu. Còn lâu. Chà, bữa nay anh hai anh đầu tư dữ nha, cậu phá niệt cái bánh trước, bánh sau của ảnh với bánh trước của mình luôn nha bạn. Rồi. Để đi thăm nó khóc quá bạn ơi, nó sợ mất chiếc xe nghề nghiệp của nó. Mình trời ơi, ông sợ trước, ông phải đầu tư. Thì ở khu vực này là mình rút luôn nha bạn, khu vực này đầu mình đổ cho 9 cái, chiến sau là 6 cái, là 15 phải không, chiến sau 4 nữa là 19 cái, mà bây giờ hiện giờ phút này là còn có 6 cái thôi. Nhớ lúc này cái đậu này mình có cá đó nha. Cái dùng này cá nè. Thì mình còn 6 cái mình rút. Không biết bữa nay được còn nhiêu cái nha bạn.
Đây là những cái bẫy cù cặn còn sót lại trong 19 cái của mình. Không phải cù cặn mình rút đâu bạn, mà cù cặn bọn ác rút á. Thì con cù cặn này, cái này cái đầu tiên. Khui, còn ở đây. Đừng có dính gì, người ta cá rồi, cái chuyện nó hên xui à. Trời ơi, một lọp, vô con gắn anh đây. Cái đầu tiên. Chết mẹ nhỏ. Cứt ỉa đầy hôm luôn nè. Ôi ơi. Thấy con bị chó rồi. Thấy cái hành. Nhỏ bạn ơi, tính đầu con mà. Mình có 6 cái, ảnh đâu à, chấp con mà còn bị kiểu này. Hai 6 cái nha, trên 6 cái là không có chấp đó. Ừ đúng rồi, em nói 6 cái là 6 cái à. Làm gì có chuyện mà trên được. Rồi ok à, 6 cái thôi nha, trên 6 cái là không có được chấp đâu nha. Kiếm cái thứ bảy cũng ra à. Tại vì em nhớ em điếm ở trên này. Qua đây 3 cái, mà kia 3 cái. Ok, 1 cộng 1 là 2 rồi ta. 2 không. Điếm gì cho Quỳnh trắng nha bạn. Rồi tiếp tục cái thứ như hết trơn cái luồng 7 mình sẽ em quay cho bạn xem nha. Chứ mình quẩy cái đầu tiên thôi. Thu quắc hả? Thu quắc rồi. Mình nhớ kỹ lời chỗ này mình không phải là 6 cái khu này các bạn ơi, mà chỉ có 5 thôi đó nha. Tình hình này càng ngày càng căng nha. Ông thúi được tôi khoái lắm đó nghe Hoài Quy ơi. Cố lên. Mình chỉ có 5 cái thôi các bạn chứ không phải được 6 nữa, mình nhớ kỹ rồi. Quên cái chích này trước mặt mình đó là cái bể hổm bị chó tặc á. Mình có đem về, còn cái này là bị bể tặc dưới rồi nè. Bị bể tặc nó lấy đó. Mà đồng nghiệp lấy luôn mới ghê. Hình như là cái anh xả phân bên đó đó, ảnh nói với mình á. Lúc đó mình thăm khoảng 1 giờ chiều thì anh nói dắt khoảng 9 giờ sáng có người vô đi lấy bẫy ra, đi thẳng là một đường này nè. Thẳng vào đó đi ngang thăm cái lớp chuối đó, đi vô bụi tre đó và lấy ra. Anh nói anh tên Diễn á, anh nó muốn là giáo viên, cũng là đồng nghiệp của mình các bạn. Đồng nghiệp của mình hồi xưa anh gặp mình nó nhận ra liền. Mình thì mình nói chuyện hồi mới nhớ ra thì anh có kể, anh nói là 9 giờ sáng ở ruộng nè. Thấy có hai người đi vô thăm bẫy rồi ôm ra. Ôm mấy ra thì bên đây mình mất, bên kia mình cũng mất, anh Huy cũng mất clip trước các bạn. Anh Quy vỗ tay đó, thì cái clip đó đó. Hôm nay quay lại nha bạn. Ok. Anh Diễn anh chắc anh dục phân. Mình thấy nghi nghi à, mình bấm máy cho bạn coi. Rồi mình thấy nghi nghi trong cái này nó tóc coi nè bạn. Vô coi. 5 cái rồi mà còn bị mất nó thấy chưa. Mình đâu mình gọn lắm chứ đâu phải là bung xè lè cái gì. Lúa tóc còn đổ phải không? Nghi đâu có đó. Mất tiêu bạn ơi. Mất nữa ghê hồn chứ. Mới tự bò nó đi vô đây nha bạn. Tình hình sao rồi đại ca? Bỏ tay. Như là trắng tay hay gì? Một con. Ủa một con sao mà bỏ tay gì? Buồn gì mà buồn? Mấy bạn nghĩ đi, mà đem lần đầu 9 cái, lần sau một giỏ 15 cái, mà bây giờ ra như nào? Ba cái gì má, ít nãy ít vậy thiệt hả? Đó. Rồi mới. Ủa, hồi nãy còn nữa má ơi. Còn là cái đợt sau mình dậm bên đây. À, đợt sau dậm đây trên xe đó phải không? À, cái tóc đó là hình như 6 cái phải không? 6 cái gì đó. 6 cái gì đó, là bên nó khu chung với mình nãy thì bạn đi thẳng dậm quẹo ngang đó, là 6 cái. Là nó tóm lại là anh mất bao nhiêu, khoảng bao nhiêu? Cái đợt đầu 9 cái, đợt sau 15 cái. Là 24 cái. 24 cái còn 3. Mất có 21 cái. Rồi bữa nay mất thêm cái nữa. Thì nó tóm lại là mất 21 cái tổng cộng xưa đến giờ. Bốn chuyến thăm đúng không? Bốn chuyến thăm. Rồi bây giờ cuối cùng rồi mình vẫn mất. Khóc chi em. Mất chầu cà phê. Cà phê má hồng. Đâu có con nào đâu má. Nặng nha. Bắt đi. Ôi. Bắt đi. Thua. Bây giờ tóm lại là bó tay. Ca dở người ta ca ngư ngao. Được anh em mốt có mất bẫy cứ hát các bạn đó đi, người ta thương người ta trả bẫy lời. có nghe nói ngon còn rồi. Được 3 cái là mà má ban phước cho con mừng á. Rồi anh dót cho em đi, mình là anh chấp mình con, mình ăn con chấp đó nha bạn. Thứ láo láo ghét lắm, ăn con chấp chơi vậy cho đỡ tức. Ăn con chấp à, còn nó con mình dính cái đầu tiên ở đây mà. Cuối cùng rồi mình vẫn mất. Khóc chi em. Cái chó tặc phải không? Chó phai mà hồng. Chó tặc không lôi không má. Cứ cuối cùng bữa nay cũng mất một cái, bị chó tặc nó lôi ra người ta lấy một tiền. Mà cái cuối cùng mình cũng còn vớt được chút bạn. Vớt được cái hả? Ừ. Vớt được mình bao, cũng có lý. Mình thì mình bị mất một cái, chứ phải bị ai chó tặc. Lự thì ghê ta. Thôi kệ người ta. Nếu người ta có ăn là được rồi, có dính là được rồi. Hai mình xịt nào nhất tới luôn gắn. Thôi má ơi, đi dành gì em với vợ tôi má ơi. Để thôi gì vợ nó nói ăn nói sao với chị cử à.
nói ra đặt không có, nhưng tối ngày đi sầm sầm bụng mê hay quy với lắm gì mà tối ngày đi với ông hoài mà không giống mẹ cho cái giống gì mà này á trời cho đi chảy không ạ? À? Đi chảy không ạ? À? Không ủa gắn kinh hoàng luôn, bự khổng lồ 150 gram. Bạn gắn nhìn kỹ gắn này nghe, mình đem con gắn mình ra là mình cái mặt xe lè tá lét như là bò tái dâm nè. Ừ, con gắn này bỏ vô đây hồi nó chui ra đừng có lỗ kẻ lứ ra luôn á. Mà chắc ăn là bữa nay thế nào mình cũng nóc ao nó được rồi. Nóc ao mình còn bảy nhiều đó đâu. Qua bên kia để hồi tính nha, qua clip qua bên kia là một clip khác nha bạn. Thì anh em mình tổng kết tiếp ở đây rồi mình sẽ đi qua một cái khu vực khác, khu vực clip của ảnh, các bạn chờ đón xem clip kế tiếp của mình nha. Ủa, cây chim đâu rồi? Chim chí này của em đó, anh cây chim trong vỏ em nè, nãy giờ anh chưa có lấy mà anh hỏi cái cây ra chim mà. Em đâu có biết, nãy giờ em đâu có đụng chạm gì tới anh. Tụi bảy mới tới thì đâu. Em thề em đâu có đụng chạm gì tới. Trong đó đó. Anh rút, anh sọc, anh sòng, anh bỏ lại rồi. Mới rút ra một cây bắt con gắn. Nồi nhồi quá, à. Em đâu có biết đâu à. Nè, cái bẫy tắc thờ là bẫy này nè, đúng không? Này nè. Đó, có nhiêu đó mà. Ôi, cuốn bẫy ra nó mệt cầm canh bạn thôi. Thu mình ly cà phê mới mệt dữ vậy tới chơi. Hình như anh có cái bẫy bên kia bạn, anh có cục cức nữa. Mà không có con gắn. Bẫy dưới này nè. Bạn anh nhậu rồi. Để ra lấy cho mình coi, để anh bắt con gắn này ra rồi mình lấy con ra cái bẫy mà có con cục cái cho bạn xem nha. Thì như bạn biết anh nói là nó dốc. Ồ, con gắn này bự ta. Ồ, thua cũng xứng đáng ta. Con gắn này 200 gram rồi. Dù sao cũng bự hơn. Ồ, trời, con gắn này là con của con gắn này. Ừ, vậy trời ừ, đó. Cắn nó. Gỡ cái coi chứ. Cục gắn này nặng ta. Đỏ nha. Ừ, đỏ nhỏ. Đây nè, cục cứt con. Anh cầm đi, anh cầm đi, anh bỏ túi lưới đây được, bẫy đó cho em. Nè cục cứt con nè bạn, gốc đó, bực cứt thà lừ đó, cuối cùng là không có con gắn, bắn mất tiêu rồi. Ồ, này là cái túi này sang hồi nãy gì nè, ba con ngựa, à, với con hành đó bạn, con hành. Bữa nay có ăn giang tôi không vậy? Ăn giang gì? Bữa nay không có ăn giang hả? Ăn giang gì? Rồi sao không có ăn giang mà bữa nay thu mạc vậy? Ông thua á, thu mạc gì? Ông thua cho chồng cà phê kìa, nó cười khí khí gì? Đúng rồi, người ta thua chồng cà phê mà, người ta có hàng khủng nè. Ừ. Có hổ ngựa hết nói anh đài luôn. Ừ. Ừ đúng rồi. Mình số 7 của mình hiện tại nè, 1 2 3. Với cái tóc bên lùn bên kia đó, 1 2 3 4 5. Đó, tổng cộng 11 cái. Ổng kìa, một vỏ rồi một con chánh trước rồi một xe nữa. Đó, rồi một đây nữa. Chính có 4 con mà khè người ta. Đi ghét thì chứ. Đi hay quy mình tức ối máu mình chết thiệt. Rồi, tạm biệt cả nhà luôn đi anh ơi. Cầm mịch gắn rồi kìa trời. Thấy ham quá. Tạm biệt các bạn nha, mình đi kiếm luồng mới, đặt chuyến sau dính nhiều cho bạn xem nha. Đừng nói cái chuyến sau cái với bình đó nghe. Đó. Có 6 cái mà cái cái đống này đó hả? Ừ. Chơi luôn à, chuyến sau cho tới à. Không, ở nhà bình nó còn bẫy nhiều lắm bạn, mà nó không có đem theo, nó cho toàn là làm từ thiện cho mượn không, người 50 cái, 50 cái đều gan. Mình phái vậy đó. Anh em nào muốn mượn mấy cái gắn hoặc là muốn cái gì đó thì cứ liên hệ với mình nha. Ừ. Gần gần thì cứ chạy lại nhà đấy thoải mái, mình không nói tiếng nào hết trơn. Và nếu mà ở xa thì có thể là mình có thể cái thức thuận tiện cái chuyến đi á thì alo cho mình đi, có thể mình cho luôn, xa quá thì mình cho, còn gần thì có thể là trả được thì mình cho mượn. Ok quá, nha. Quá êm. Mình thì bảy ở nhà mình còn rất là nhiều. Không mình nhiều chứ còn khoảng 60 cái có bạn. Mà tại vì mình có thời gian mình đi đặt 21 cái cho mình lấy một thôi, cái bớt đi. Giỡn đi. Đồ với ông không có thuận. Rồi. Rồi bye bye các bạn đâu nghe. Bye bye. Bye bye.